Chào các bạn nha. Hôm nay mình quay trở lại review tiếp, quay tiếp cho các bạn xem cái ngôi nhà mà có cái thang xoắn đang được hoàn thiện nốt. Thì hiện tại ở tầng 1 là chúng tôi đang làm phần sàn bằng Tesaro. Các phần trên của các tầng trên này thì cũng đã sơn bả khá là hòm hòm rồi. Đồ điện rồi là thiết bị cũng đang lắp đặt. Cũng chuẩn bị lắp lan can, cửa và các phần đồ gỗ còn lại. Đây là không gian ở tầng 2 mọi người nhé. Nhà này các bạn nhìn có thể thấy là rất là thoáng, bởi vì chủ yếu nó là những cái không gian dành trời, những không gian thông tầng. Không gian sử dụng thì có vẻ sẽ có nhiều người nói là tại sao không gian dùng ít thế. Nhưng mà cái này thì chung là tùy quan điểm từng người thôi. Nhưng mà cái này bên mình làm thì ưu tiên cho những cái sự thông thoáng, ưu tiên cho không gian, gọi là không phải là mình cứ nhồi nhét nhiều công năng vào là đẹp. Vì cái công năng nó phải tùy thuộc theo cái nhu cầu của gia chủ. Nhu cầu của gia chủ không cần quá nhiều không gian, mà cần sự thông thoáng, cần sự phóng khoáng, cần một cái gì đấy nó khác đi, thì mình không thể làm theo cái cách thông thường được. Ok, đây là trên tầng 3 mọi người nhé. Đây là một cái phòng ngủ. Có hai phòng ngủ ở hai bên đối diện nhau. Và một cái nhà vệ sinh ở giữa đây. Chuẩn bị lắp lan can, tay vịn lên rồi. Mình cá là ngôi nhà này hoàn thiện lên tông nội thất nó sẽ khá là phong cách và cá tính mọi người ạ. Khá là dị đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng trên nhá, cho mọi người xem. Thì cái thang này mấy hôm nay thợ cũng đang bận đi lắp mấy cái thang xoắn ở chỗ khác, cho nên là cũng chưa thể quay lại để mà hoàn thiện nốt được. Cái phần này cơ bản là xong rồi, chỉ cần hoàn thiện về mặt bả và sơn thôi. Giờ này mình bận quá cho nên không làm được nhiều video cho các bạn xem các bạn ạ. Thời gian tới mình sẽ cố gắng làm thêm các video cho các bạn xem nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhé.